Thưa quý vị, nhà tư tưởng và triết học nổi tiếng của Ấn Độ, Osho có nói thế này: Thượng Đế đã sáng tạo ra vũ trụ này, trái đất này và trong đó có con người của chúng ta. Và sáng tạo đã trở thành một phẩm chất cơ bản của Thượng Đế. Và bất cứ một nghề nghiệp gì, bất cứ một con người nào trên trái đất này mà có sự sáng tạo, tức là anh ta đã có phẩm chất, một phần phẩm chất của Thượng Đế. Và hôm nay chúng ta rất vui mừng đón chào gần 90 đội nhóm với khoảng gần 700 sinh viên đã và đang tham gia viết kịch bản, tham gia làm phim ở tất cả các thể loại: phim truyện ngắn, phim hoạt hình, phim tài liệu, phim phóng sự và hàng loạt các clip trong Liên hoan phim Văn Lang. Tôi xin đề nghị tất cả quý vị và tất cả chúng ta một tràng vỗ tay nhiệt liệt để chào mừng tất cả các nhà sáng tác, các nhà sáng tạo trẻ của điện ảnh và truyền hình Văn Lang. Các bạn sinh viên thân mến, khi các bạn bắt tay viết cái kịch bản hoặc làm cái bộ phim ngắn trong cuộc thi Văn Lang của chúng ta, thì bạn hãy nên nhớ rằng trước chúng ta đã có khoảng ít nhất là 1 triệu bộ phim ngắn và kịch bản ngắn đã được ra đời. Vậy bộ phim của bạn sẽ là một bộ phim ít nhất là 1.001.000 hoặc kịch bản 1.001.000. Vậy thì nhiệm vụ của bạn sẽ làm gì đây? Khi trước bạn đã có hàng triệu bộ phim, trước bạn đã có hàng triệu các kịch bản, bạn sẽ làm như thế nào đây? Và thưa bạn, đây chính là thách thức của các bạn, là khó khăn của các bạn, là những cái barrier mà các bạn phải dứt khoát vượt qua. Bằng mọi cách, bằng tài năng của mình, các bạn phải vượt qua cái barrier đó, để các bạn sẽ có những kịch bản có giá trị, các bạn sẽ có những bộ phim hay và những bộ phim rất tốt. Tôi đã đọc hơn 53 kịch bản của tất cả các nhóm và đã xem một số phim của các bạn. Nhìn chung, thành viên trong ban cố vấn của chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần sáng tạo của các bạn, rất tốt và rất tốt. Mặc dù có những kịch bản khi đọc xong tôi không hiểu được kịch bản ấy nói cái gì. Tôi có điện thoại hỏi lại mấy thầy cố vấn cộng sự: thầy ơi, cảm giác của thầy thế nào? Hoặc cô ơi, cảm giác của cô thế nào? Thì họ cũng đều lắc đầu. Và tôi chợt hiểu cái vấn đề lớn nhất của cái kịch bản đó, đó là gì? Đó chính là nó không có một vấn đề gì cả. Và đây là điều hết sức không nên. Và tôi cũng nhớ khi đọc một cái kịch bản xong, có một lần chúng tôi đọc chung với nhau và chúng tôi ồ lên một cái sự đồng cảm, tất cả reo lên: đây rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thưa quý vị và thưa các bạn trẻ, đúng cái gì? Hóa ra thế này, chúng tôi đồng cảm với nhau rằng đây chính là người ở cõi trên, chỉ có thể ở trên mới viết được như thế, mới liều lĩnh như thế. Cái kịch bản của những cái bản ấy nó như một cái chiếc xe hơi không thắng, nó có thể phóng trên đường, nó đâm vào cây cối, đâm vào nhà cửa, đâm vào bếp núc, nó bất chấp tất cả cốt truyện, bất chấp nhân vật, bất chấp lời thoại. Xin các bạn hãy lưu ý, sau đây chúng ta vào vòng trong, hàng loạt các kịch bản của các bạn phải nâng cao, các bạn phải chỉnh sửa để cho cái kịch bản và cho cái phim của các bạn sẽ được tốt hơn. Nhưng may mắn thay, có rất nhiều kịch bản rất tốt và khá tốt. Có nhiều kịch bản rất chân thực và cảm động bởi nó hướng tới chủ nghĩa nhân văn, hướng tới vẻ đẹp ở trong tâm hồn con người. Có rất nhiều kịch bản của các bạn rất trẻ trung. Cái không khí hồn nhiên, cái không khí trong trẻo của đời sống sinh viên đã được phả vào trong kịch bản, đầy dẫy những tiếng cười, đầy dẫy những niềm vui và những tín hiệu lạc quan trong kịch bản các bạn. Đấy là điều mà ban cố vấn chúng tôi ghi nhận. Thưa quý vị, tôi không thể kể hết ra rất nhiều các kịch bản rất hay, rất cảm động của các em, rất đáng trân trọng, rất đáng khen ngợi của các bạn.
Thưa các bạn, chúng ta biết rằng kịch bản luôn luôn là một cái vấn đề cốt yếu, một vấn đề cốt lõi. Bởi mới có bột thì mới có bột được lên hồ. Muốn có được một bộ phim hay, muốn có được sự thành công của liên hoan phim Văn Lang, phải có những tác phẩm tốt. Và những tác phẩm ấy khởi thủy bao giờ cũng chính là kịch bản và kịch bản. Mà trong kịch bản ấy thì thưa các bạn, như các bạn rất biết có, đó chính là ý tưởng, là nhân vật, là cốt truyện. Và đây nhân dịp tôi cũng nói, có rất nhiều ý tưởng hay trong các kịch bản của các bạn. Và đặc biệt tôi thích một cái bộ phim hoạt hình của các bạn đã làm rồi, sau đây làm sẽ có những cái sự góp ý của bạn cố vấn để chỉnh sửa lên. Rất tuyệt vời, ý tưởng rất tuyệt vời. Thưa các bạn, và vòng trong đã hơn 40 kịch bản đã qua sơ khảo. Mong tất cả các bạn sinh viên tiếp tục sáng tạo, nâng cao cho hay hơn nữa, làm sao để chúng ta có nhiều phim xuất sắc. Liên hoan phim Văn Lang là một cuộc thi, một sân chơi đầy năng lượng tích cực của cuộc sống, của sáng tạo mà nhà trường đã mở ra cho các bạn. Cuộc thi này là một thách thức để các bạn tự khẳng định những giá trị của chính mình, giá trị của sáng tạo, của tư duy và nhận thức cuộc sống. Engel, một trong những ông tổ của chủ nghĩa cộng sản, đã có một câu nói rất hay. Engel nói, tất cả chúng ta sinh ra đều có phẩm chất nghệ sĩ. Và bất cứ một ai cũng có thể làm nghệ thuật được nếu như anh ta có tình yêu. Thưa các bạn sinh viên, nếu ví sáng tạo là một con chim ưng bay trên cái bầu trời cao vút, thì các bạn đừng bao giờ vỗ cánh như một con chim xé xẻ. Hãy vỗ cánh như một con chim ưng, hãy vỗ cánh một cách hùng mạnh để bay trên cái bầu trời bao la của sự sáng tạo ấy. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn các bạn.